Chào mừng các em học sinh tham gia học trực tuyến môn âm nhạc lớp 1. Trước khi vào bài học, các con khởi động cùng với cô nhé. Các con nghe đoạn nhạc sau và đoán cho cô biết đây là giai điệu của bài hát nào. Đó là giai điệu của bài hát Long Lanh Ngôi Sao Nhỏ, nhạc Pháp, lời Việt của nhạc sĩ Lê Anh Tuấn. Bây giờ cô mời các con đứng lên. Chúng ta cùng làm một vài động tác khởi động để vận động cho bài hát này. Câu hát thứ nhất, các con đưa tay phải lên trên khỏi đầu. Sau đó đổi bên tay trái. Và chúng ta vào câu hát như sau. Bầu trời cao cao lấp lánh sao. Câu hát tiếp theo, các con đưa hai tay. Những ánh sao, các con lắc, lung linh đêm hè. Câu hát tiếp theo, tiếng gió vi vu nghe xa vời. Các con nhúng xuống đổi bên. Tiếng sáo ngân nga bên kia đồi. Lặp lại, bầu trời cao cao lấp lánh sao, những ánh sao lung linh đêm hè. Các con thực hiện lại cùng với cô nhé. Bầu trời cao cao lấp lánh sao, những ánh sao lung linh đêm hè. Tiếng gió vi vu nghe xa vời, tiếng sáo ngân nga bên kia đồi. Bầu trời cao cao lấp lánh sao, những ánh sao lung linh đêm hè. Các con lưu ý, khi tay các con làm tới đâu thì chúng ta sẽ hướng mắt theo tay mình tới đó. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những cái động tác này vào bài hát Long Lanh Ngôi Sao Nhỏ nhé. Con vừa khởi động, vận động một vài động tác cho bài hát Long Lanh Ngôi Sao Nhỏ. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài học hôm nay nào. Chủ đề 4. Tiếng ca muôn loài. Tiết 3. Đọc nhạc. Mục tiêu bài học. Các con đọc đúng tên và đúng cao độ 3 nốt mi, son, la. Thực hành đọc mẫu 3 âm theo ký hiệu nốt nhạc bàn tay. Các con đọc cao độ 3 nốt thông qua trò chơi hỏi và gọi tên theo cao độ các nốt mi, son, la.
Bài đọc nhạc hôm nay, chúng ta cùng đến với ba nốt mi, son, la. Cô mời các con đứng lên, chúng ta cùng đọc nhạc kết hợp với ký hiệu nốt nhạc bàn tay cùng với cô nào. Mi, son, la. Bây giờ, cô mời các con thực hiện đọc lại một lần nữa nhé. Các con chuẩn bị nào. Các con đọc ngược lại. Các con đọc lên và đọc xuống một lần nữa nhé. Chúng ta cùng đến với đọc mẫu ba âm theo ký hiệu nốt nhạc bàn tay. Các con thực hiện cùng với cô nhé. Mẫu 1. Mi la son. Mẫu 2. Mi la la. Mẫu 3. Mẫu 1. Mi la son. Mẫu 2. Mi la la. Mẫu 3. La son mi. Bây giờ cô mời các con thực hiện lại một lần nữa nha. Mẫu 1. Mẫu 2. Mẫu 3. Chúng ta cùng đến với mẫu ba âm tiếp theo. Các con thực hiện cùng với cô nào. Mẫu 1. Son la mi. Mẫu 2. La mi son. Mẫu 3. Cùng với cô nhé. Mẫu 1. Son la mi. Mẫu 2. La mi son. Mẫu 3. La son son. Bây giờ mời các con thực hiện lại một lần nữa nhé. Mẫu 1. Mẫu 2. Mẫu 3. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đọc mẫu ba âm theo ký hiệu nốt nhạc bàn tay, 6 mẫu này nhé. Các con thực hiện cùng với cô nào. Mi la son. Mi la la. La son mi. Son la mi.
Cô mời các con thực hiện đọc lại một lần nữa nhé. Các con chuẩn bị nào. Chúng ta cùng đến với bài đọc nhạc. Các con chú ý và thực hiện cùng với cô. Bài đọc nhạc hai lần. Các con chuẩn bị nào. Bây giờ cô sẽ viết lời mới cho bài đọc nhạc này. Mùa xuân về, ngàn hoa lá, sắc khoe màu thắm tươi. Các con chú ý, lần thứ nhất cô sẽ đọc cao độ nốt nhạc. Lần thứ hai cô sẽ hát lời và kết hợp với ký hiệu nốt nhạc bàn tay. Vừa đến với bài đọc nhạc và cô đã sáng tác ra một lời mới cho bài đọc nhạc này. Ở nhà, các con cũng có thể sáng tác ra những lời mới cho bài đọc nhạc và cùng hát cho cô với các bạn nghe vào tiết học sau nhé. Chúng ta cùng đến với trò chơi hỏi và trả lời tên con vật theo cao độ ba nốt nhạc mi son la. Cô có ví dụ hỏi đây con gì và trả lời đây con rắn. Các con lưu ý, chúng ta vừa hỏi vừa trả lời kết hợp với ký hiệu nốt nhạc bàn tay nhé. Các con chuẩn bị nào. Đây con gì? Chúng ta cùng đến với câu hỏi và câu trả lời tiếp theo. Với mẫu câu hỏi này, cô sẽ là người hỏi, còn các con sẽ là người trả lời nhé. Các con chuẩn bị nào. Đây con gì? Cô mời các con. Mẫu tiếp theo, con gấu. Các con sẽ đặt câu hỏi và cô sẽ trả lời nhé. Các con chuẩn bị nào. Đây con gấu. Chúng ta cùng đến với mẫu tiếp theo, con cá. Ở mẫu này, các bạn nam sẽ hỏi, còn các bạn nữ sẽ trả lời. Các con chuẩn bị nhé.
Tiếp theo con gà trống, chúng ta sẽ đổi ngược lại. Bạn nữ sẽ hỏi, còn bạn nam sẽ trả lời. Các con chuẩn bị nào? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng hỏi và gọi tên theo cao độ ba nốt nhạc mi, son, la. Câu hỏi, bạn tên gì? Và câu trả lời, tôi tên An. Cô và các con cùng thực hiện kết hợp với ký hiệu nốt nhạc bàn tay nhé. Chúng ta chuẩn bị nào. Bạn tên gì? Tiếp theo, câu trả lời là tôi tên Hòa. Bây giờ cô hỏi, còn các con sẽ trả lời nhé. Các con chuẩn bị nào. Bạn tên gì? Bây giờ các con sẽ hỏi, còn cô sẽ là người trả lời. Chúng ta chuẩn bị nào. Tôi tên Khanh. Các con lưu ý, nếu như tên của bạn nào không có dấu như An, Minh, Trung thì chúng ta sẽ trả lời là Son, Son, Son. Còn nếu như tên bạn nào có dấu huyền thì chúng ta sẽ trả lời là son, son, mì. Còn bạn nào tên có dấu sắc thì chúng ta sẽ trả lời là son, son, lá. Bây giờ, các con sẽ thực hiện trả lời tên của mình. Cô sẽ hỏi, và các con tên gì thì chúng ta sẽ đọc tên của mình lên nhé. Các con chuẩn bị nào. Con vừa đến với trò chơi gọi tên theo cao độ ba nốt mi son la. Ở nhà các con có thể xem lại clip và chúng ta thực hiện thật nhiều để luyện tập cho ba mẫu mi son la này nhé. Các con hãy nhắc lại tên của bài học hôm nay. Con học được những gì? Bài học hôm nay, các con đọc đúng tên và đúng cao độ ba nốt mi son la. Các con thực hành đọc mẫu ba âm theo ký hiệu nốt nhạc bàn tay. Bài học của chúng ta tới đây là hết rồi. Các con ôn lại tất cả các hoạt động của chủ đề 4 để chuẩn bị cho tiết học tới nhé. Bây giờ, cô phải chào tạm biệt các con rồi. Cô chúc các con và cả gia đình giữ sức khỏe thật tốt nhé. Một lần nữa, cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào tiết học sau.